con gì đây? Cá đậu ngon. Cá đậu hay quá Phong ơi. Lượm mà cá này lượm ngon nè. Eh, good. Be careful. Good. Where is that? This one. Professor. Yeah. Wow, be careful. Look at the photo. Yeah. Good. Ốc mặt trăng. Sống luôn nha mọi người ơi. Nó bò đó. Chiến lợi phẩm hôm nay hai con này bắt về, đừng có đưa con cá đỏ ra nha, cá bảo tồn hả? Đi này thích luôn hơn. Tươi à. Bằng ngáp ngáp luôn rồi. Hàng hải sản đó. Có hào nữa kìa. Hào đó, con đó con bầu ngư đó. Cái... con này nè, sừng ốc à, vú nàng. Như con bầu ngư á ông ơi. Cái đổng này, cái đổng. Bầu ngư với vú nàng gì? Vú nàng nó có lỗ này, cái này lên bầu ngư, đó là con vú nàng, còn trứng lỗ là bầu ngư. Còn con bự nữa. Để lại nên ốc này ốc mặt trăng nhiều mà đem che một hai con. Ý. Quá trời. Che một hai con ốc mặt trăng thôi, quan đại. Vãi, nó còn đớp con tôm nữa chứ. Nó còn đớp con này nữa nãy. Rồi còn cái thau kia nữa, cái thùng kia cũng rồi, có cá á. Cái thùng kia cá không luôn á. Đó rồi, cái này rồi đó. Còn kia là cá. Đã chưa? Chụp đi các bạn ơi. Ủa còn thùng đá nữa mà. Thùng đá hả? Trong thùng đá thùng này nè. Rồi đó, còn cá nữa. Cá mua. Thì bé vô đây được chưa anh Phong? Được. Ok chưa? Được, ok. Quá đã. Thôi cái mua. Phong lê. Cái này à, cái này rút cái đầu ra, đỡ ấy xong cắt ra bỏ mắm nhĩ vô. Có đầu bếp, có đầu bếp. Ở dưới tàu nè có đồ dẻ rồi xong nó đổi màu thế mày. Bự đó. Cái đậm cái má nào đánh. Cầm nhức nắp giỡn đâu. Con bé kia chụp em tắm anh Phong ơi. Cho tối lắm, phải mặc lại này. Quay đây mới sáng này. Đó. Ok. Con này là làm rồi, mấy con này là làm rồi. Ui. Gạch không? Gạch không, nhà mình thấy gạch không? Gạch, gạch quá trời gạch luôn. Ăn con này sung chết. Ủa là Văn nó bắt được con nào không vậy? Chắc nó bắt được con kia to lắm rồi. Con lông nó bự quá rồi.